Hello. Okay, hello. How are you today? Fine, that's fine. Anything else? Okay. Good. Come back here. Come back to okay, the lesson here. Okay, rồi hôm qua bà mẹ về được về nhà. Phải. Okay, this one, right? One. Okay. Let me. Where you live at? That this one. Yeah. Okay, this is your answer, right? Okay. Now, before this. Rồi, trước khi đọc bài này, trước nhé. Okay, read about Marina and Sam. Then answer the question B. Okay. We have the, okay, two paragraphs here, right? Maria first. Okay. Do you want to read to an other? Đọc hiểu chưa? We understand. Yes or no? Want me to read with you again? Okay, read again, huh? My sister's name is Maria. She's 22 years old. Oh. Cô tưởng đây là ấy chứ nhỉ? Oh, what happened here? Rồi nào, my sister name is Maria and she is 23 years old. She works in an office. She is tall and has a long brown wavy hair and she has green eyes. Maria sometimes wear red glasses and she often reads a book in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she's thin, strong, healthier. She is also a very funny person and she loves to talk with people and make them laugh. She has a lot of friends. Maria has a big friend, big friend's mind. And friendly smile, and I think she has a beautiful. She is a beautiful person. Everyone loves her, and of course, I am very happy that she is my older sister. Okay, this one. We have the oldest thing. Rồi, những tính từ này là tính từ gì đấy? Can you tell me the green one here? I highlight in the green. What is in here? Can you see? This one is an adjective, right? All this one the adjectives. But do you know what is adjective here? Can you understand all this one? Have you read it? Have you read? Đọc chưa? Okay, can you understand? Do you know the meaning of this? This one, yellow. And okay, this one, friend's mine. In blue here. Beautiful person. Okay, so which one here? Okay, the blue one, what is it? Describe what?
Okay, can you see all the what I highlight in blue? In blue, can you see what is the yeah. same here? Okay, this one I call is the appearance. This one the appearance. Appearance. What is appearance? Something outside. Okay, but funny. The word funny in yellow here is something inside. The personality, right? Okay, it's not easy to see, right? Only if you communicate with her, you see her, you, okay, familiarize with her, you can understand how she, how funny she is, right? Okay, now, nghĩa là gì đây? Tất cả những cái mà cô highlight màu xanh, là trời, nó là những cái gì? Appearance, appearance là gì? Vẻ bên ngoài đúng không? Appearance là vẻ bên ngoài. Và funny là vẻ bên trong. Mình không thể nào nhận ra được vẻ bên trong nếu mình không tiếp xúc với cô ấy đúng không? Okay, cannot understand her if you can't in, okay, interact with her, right? Okay, interact with her. Okay, so this one. No, ở đây người ta miêu tả những cái nào đây? What they describe here? Okay, the hair first. The hair first, right? The hair first. The hair. The glasses. Glasses. Okay, what is it here? Thin, strong, healthy? Okay, this one is the appearance, right? Okay, the her body. Her body. And then, what about the big friendly smile? Friendly smile. They describe the smile. Can you see? They describe smile. Okay. Yes. And then, she is a beautiful person. And then, they describe the whole person, right? This one, the person. Can you understand? Okay. Now, vậy là người ta đã miêu tả những cái gì đấy? The hair, tóc đúng không? Tóc. Tall, rồi cô ấy, rồi sorry, tall đây là gì nhỉ? This one is height, right? How she tall? Rồi, cô ấy cao như nào đúng không? Cô ấy có tóc như nào đúng không? Miêu tả tóc, miêu tả gì ở đây? Eyes, miêu tả mắt này. Mắt. Rồi miêu tả glasses, kính đúng không? Rồi miêu tả body đúng không? Gầy, strong, mạnh khỏe và khỏe và ok, chỗ này là gì? Healthy là gì? Mạnh khỏe đấy, cơ thể mạnh khỏe đúng không? Sức khỏe. Rồi, người ta miêu tả smile, smell a friendly smile. Smile là gì đấy? Nụ cười đúng không? Miêu tả nụ cười. And then last one, miêu tả con người đúng không? Con người. Không là beautiful person, là một người rất xinh đẹp. Ok, so the word in yellow here, what is it? It's something inside, right? It describes the personality, right? The characteristic. Okay, funny ở đây là miêu tả tính cách, right? Hài hước. Rồi, thế bây giờ mình sẽ có okay. Write for me first here. Okay. Nào, mình có hai loại đó là gì nhỉ? Okay, khi mà mình describe people. Rồi, mình khi là mình describe people, mình sẽ có hai loại. Okay, there are two kinds of describe people. The first one is appearance. Appearance. And the second one is, okay, something inside, not outside. Appearance is outside, right? Describe something inside like a personality. Our characteristic. Can you write it in your note? What is it here? Khi mình miêu tả người thì có hai loại đúng không? Một là loại đó là miêu tả ngoại hình, còn loại thứ hai là miêu tả cách. Okay, can you understand? Miêu tả người nhá. Okay, done. Okay.
John thinks it's difference yet. The difference between the appearance and the personality is right. Ok, việc của con là làm nào để phân biệt giữa appearance và personality. Appearance means is it outside, the beauty outside the person, right? But the personality is something inside, you cannot see. Is it not easy to see? Okay, only if you interact with the person or communicate with the person or live with the person, okay, you only at that time you can understand how they are. Can you understand? Rồi, personality có phải là cái gì dễ nhìn thấy được không? Có dễ nhìn thấy không? No, not easy to see. Not easy to see. But appearance, can you see it easily? Yes. You can see the appearance easily, right? Okay, so how many appearance can you describe? Okay, many appearance, right? You can have, okay, you can have the face, huh? Okay, something... okay, you cannot describe all. Con không thể miêu tả tất cả được. Can you need to describe something special? Con phải miêu tả những cái gì đặc biệt? Special things. For example, you can describe eyes. Okay, face, right? Okay, face. What is your face? Okay, how many things in your face and what are they? Có những thứ gì trên mặt nhỉ? Brow. Mặt đúng không? Okay, you can nose. Nose. Okay, eyes. Mouth. Where your mouth? Yes, and then the ear. The teeth, and then the ear, right? The ear. Yes, and the skin, right? Okay, and then under this one we call neck. Right. Okay, but you cannot describe all. You can choose something special, right? For example, okay, normally our eyes is in black, right? Can you see? Is it in black? In black, right? But sometimes, okay, can you see in this, the conversation, right? Okay, the paragraph about Maria. Okay, what kind of eyes of Maria? Okay, what color of the Maria eyes? What color? Green. So is it normal? Is it normal? No, right? It's not normal. Không bình thường tí nào đúng không? So is it specific, right? Rồi nó rất là cụ thể đúng không? Và nó rất đặc biệt đúng không? Nó không phải là những cái gì mà normal đúng không? Ví dụ mắt ai, nếu dụ mắt cô đen, mắt con cũng đen thì có cần phải miêu tả không? No, right? Okay. Okay, but if you have the eyes like the Snow White, rồi nhớ là gì nhỉ? Đúng không nhỉ? À không phải, à, Bạch Tuyết là tóc đen như gỗ mun hay gì, chứ không nhắc đến mắt đúng không? Rồi, okay. Rồi, next one. Miêu tả face rồi này. Okay, and something in body. Body, right? What is what anything in the body? Okay. Do you know anything in your body? Okay, ask you, huh? Okay, where is your hand? How many hands do you have? I have 10. No hand. Oh, two. Two, right? I have two. But how many fingers do you have? Finger. We have 10. Yes, 10 finger, right? Okay. How many arms do you have? What is arm? I have two arms. Yes, two arms, right? Okay. Now, what is it here? How can you call this one? The chest, right? The chest or the breast? This one. Okay, the in front of, right? But the back, this one we call the back. Lưng, đúng không? This one we call the back. And then, okay. Do you know the legs? How many legs do you have? Legs. L-E-G, legs. Two legs. Yeah, two legs. Hai đôi chân, đúng không? Rồi, how many feet do you have? Feet.
I have 10 feet. No, 2 feet. 2 feet, right? Yeah. Bang chân. Okay, 10 toes. 2 feet. 10 toes, right? 10 toes. Yes. Okay, this means toes. Toe, like the finger, right? Okay, it's in the, your feet. But the finger is in your hand. Okay, again. The toes is in your feet. The toes is in your feet. But the fingers is in your hand. This one we call finger. Can you understand? Okay. And then next one. Okay, anything else? Okay, we have, what about this one? How can you call this one? In your arm. In your arm, right? How can you call this one? Yes, but in English? Do you know? Elbow. 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 Okay, so now I spell for you. I spell for you, and if you write it in your note, is it okay? I spell for you, huh? Yes. E, L. Write it. Write. E, L. B, O, W. Okay, this one is only one time. Not if. Okay, have you done yet? Okay, again. E, L, B, O, W. Have you done? Okay, this one is the only one elbow, right? But if you talk about two elbows, you need to add the word S. Okay, can you understand? S. Okay? Okay, one more. Do you know, okay, it's the same as the elbow, but in your legs, what is it? Okay, but we can call the elbow, right? We can call the elbow. Something in your leg, that's one. What is it? Knee. Yes, knee, right? Knee. Correct. Okay, the first letter is, the first letter of knee is? How can you write it? K, right, okay. Now, write it in your note. K, N, E, E. K, N, double E. Right, correct. Exactly. Okay, you know, right? Okay, done. This body, right? But, okay, again, you cannot describe all things in your body, right? Okay, you cannot, okay, the hand, the finger, the elbow, the arm, okay, how can it be? Okay, you cannot describe all, right? Mình không thể miêu tả tất cả được, đúng không? Rồi, mình biết rất nhiều bộ phận cơ thể. À, quên mất, cái cổ biết là gì chưa? You know what is it? The neck. How can you write it? N E C K, the neck, huh? Okay. Now, we cannot describe all, right? Okay, but we only need to describe something special or something. Okay, not normal, right? Rồi, mình chỉ có thể, mình không thể miêu tả được tất cả được, đúng không? Mình chỉ miêu tả những thứ gọi là đặc biệt. Rồi, con là cái gì đặc biệt không? Bây giờ nếu con miêu tả chính mình thì con sẽ miêu tả gì nào? Okay, special one in your hair, right? Your hair. Okay, what is special in your hair? Is it in black? No, right? I think it's in brown. My hair is in black, but your hair in brown. And this is special, right? Đặc biệt đúng không? Okay, this means you already, okay, color it, right? Đi nhuộm tóc rồi đúng không? Đi đổi màu tóc đúng không? Color it, okay. Nâu, nâu tự nhiên à? Ôi, con thấy là màu nâu đấy, không phải màu đen. Ooh. Yeah, it's hot. Ah, okay. So, is this something special, right? Okay, when you was born, your hair already in brown, right? Okay? Okay. Rồi, thế nhưng lần trước đi làm tóc là chỉ uốn à? Lần trước cô thấy... Yeah. À, okay. Rồi, à, thế là xoăn ấy đúng không? Là xoăn là phải đi làm đúng không? Không phải là tự nhiên đúng không? Chỉ yeah. là tóc màu sẵn như thế thôi đúng không? Okay, so now, I will have you to... okay. The homework I leave it. Okay, I will check it later, huh? So now I want you to learn some adjective.
okay, to describe all things in your body. Okay, nào, bài tập về nhà để sau nhé. Nào, bây giờ thì thử một vài tính từ để miêu tả nhé. Okay, this one. Rồi, những cái tính từ trong bài này đã nhé. Rồi, mình có hai đoạn văn như này. Okay, mình có những tính từ gì đây? Tall là cao đúng không? Miêu tả height. Long, brown, wavy là miêu tả tóc. Rồi, wavy là gì đây? Is it like yours? Nó giống một con không? Is it like yours? Like your hair? No. Wavy. Có vẻ cấp con là kiểu dạng sóng không? No. Nó là xoăn đúng không? Curl. Curly, right? Curly, xoăn, xoăn hẳn đúng không? Wavy là gì? Wavy là dạng sóng. Mì lấy sóng bao giờ chưa? Nó chỉ là không, nó không xoắn tít, thò lò lên, nó không phải xoăn như mì đúng không? Nó chỉ là sóng thôi. Rồi, wavy. Rồi, green. Why they describe her eyes? Because her eye is something special, right? But do you need to describe your eyes? Okay, so, okay. Okay, if now I describe you, okay, do I need to describe your eyes? No, right? Because your eyes is normal, right? Because your eye is black. So it's easy, right? But easy to understand. But here, her eyes is in green. Okay, something special, right? Okay, một đặc biệt đúng không? Đâu phải ai có mắt xanh đâu đúng không? Okay, thế nên là đây mình phải miêu tả. Okay, and then, okay, sometimes she wear the glasses. Okay, this one is not in your body. Cái này không phải trên cơ thể đúng không? Không phải là bộ phận cơ thể. But why we need to describe this? Because this is something like appearance. It is a, okay, this is a, do you know the, okay, I forgot. Okay, rồi đây chỉ là phụ kiện đúng không? The additional, right? Rồi phụ kiện đi kèm thôi. Okay, and see, and then next one. Rồi cái này diễn tả chung đúng không? Okay, the general thin. What is thin here? Thin mean not fat, right? Không béo đúng không? Đây, strong, healthy. Rồi từ này học bộ cô nha. Rồi friendly, smile. Beautiful, right? And then funny. Funny, hôm trước mình học rồi đúng không? Diễn tả gì nhỉ? Personality, right? Tính cách. Rồi, nhưng mà hôm nay học về nhá. Học về gì nhỉ? Okay, miêu tả appearance, ngoại hình nhá. Okay, so next one. Rồi, đoạn văn của bên bạn Sam nào. Okay, my brother name is Sam. He's only 10 years old. He's an elementary. What is elementary? Do you know elementary? Okay, you just finished your elementary school. What is it? The primary school, huh? The first school you come. Yes. Okay, the first school, right? So, trường tiểu học. Okay, and in grade 4, he is younger and she's shorter than I am. But he says that he is the tallest person in the class. Can you see here? Okay, what is tallest here? Okay, what kind of comparison here? What kind of comparison here? The superlative one, right? Superlative, that's mean. Okay. They are compare he with all other students in the class, right? Rồi, tức là đang miêu tả một mình anh ấy với cả lớp đúng không? Cả lớp anh ấy. Sam has short. Okay, can you see this one short? Red. Okay. Rồi, what is short hat is described for? Short hair này describe cái gì nhỉ? Hair, right? Is it special? Điều này có đặc biệt không? Is it special? Yes. Tóc đỏ lại không đặc biệt. Tóc đỏ đặc biệt quá chứ. Bây giờ bảo thằng nào tóc đỏ cái nhìn thấy ngay đúng không? Còn bảo tóc đen thì chắc chưa chắc đã biết là bạn nào đâu đúng không? Who is black hair? Rồi bây giờ miêu tả cho cảnh sát là tên trộm đấy tóc màu đen. Thích làm sao cảnh sát tìm được. Okay, can you understand this one? Right.
Okay, this one is lesson one, right? Okay, and then okay, freckless. What I forgot this one. Freckless. Okay, let me see. Freckless, what is it? Okay, I already see it somewhere here. I forgot this. Freckless. Ủa, hôm qua vừa nhìn thấy từ này xong. Freckless, freckless. Okay, where is it? Freckless. Yeah, here, here. Freckless. Is it? Sao cô lại hay quên thế nhỉ? Okay. Wait a minute, huh? Freckless. Freckless. Okay, freckless. Okay, okay. Tang Yang. Okay, can you see the picture? Can you see her? Can you see his face? Okay, the dog here, right? The spot here, can you see? Tang Yang, đúng không? Okay. So this one, freckles. Okay, this one. Okay, this one is this white for his face, right? His face. And then we have the adjective big. Can you see the adjective big in blue? Huh? Blue is adjective and green is a noun. Huh? Okay, this one describe his ear, right? His ear. And then describe what here? The mouth. Small mouth. What is mouth? Do you know the mouth? Where's your mouth? Where's your mouth? Yes, mouth, right? This one, they describe his mouth. Okay, they use the adjectives more. Okay, he doesn't wear glasses. Rồi. Vậy khác biệt với cô bên này hay đeo kính màu màu đỏ đúng không? Thì bạn này có đeo kính không? No, right? Okay. Rồi, tại sao? Nếu mà bình thường thì không nhất thiết phải để đề cập đến việc đeo mắt kính đâu nhé. Nhưng mà tại sao thì ở đây người ta lại đề cập nhỉ? Bởi vì người ta đang so sánh gì? Đang so sánh gì đây? Rồi, so sánh với Maria, right? They are described, okay, to compare with Maria. Okay, next one, fortunately. Okay, this one, glasses. Fortunately, he doesn't like to study very much. So what is it here? Unfortunately. Unfortunately means that is unluckily. Unluckily. Do you know unluckily? What is it? Fortunately, unfortunately mean unluckily. What is it? Do you know lucky? I don't. Lucky? Lucky. Lucky. What is it? May mắn đúng không? Unlucky là gì? No lucky, right? Okay. So this one, unluckily. Một cách không may mắn, đúng không? Rồi, so the unfortunately here is the same as unluckily. So what is the meaning? Không may mắn, bằng một cách không may mắn, đúng không? Rồi, từ này là bằng với unfortunately nhá. Can you see? Sorry, bằng với unluckily. Okay, do you know how to write it? Okay, I write it for you, huh? Unfortunately. Unfortunately. Rồi từ này hay lắm đấy nha, học đi nha. Unfortunately, this one is the same as unluckily. Okay. Unfortunately. Đọc thôi cũng đã thấy hay rồi. Unfortunately, can you read it for me? Unfortunately. Unfortunately. Yes. Okay, he doesn't like to study very much. So, how can you describe him from these sentences? Rồi, có nhận xét anh này là người nào từ câu này? He doesn't like study very much. So, is he lazy? Yeah. Yeah, so you can describe him like he's too lazy to study, right? But instead of writing like this, okay, the writer changed it to doesn't like to study. Okay, nói giảm nói tránh đúng không? Rồi thay vì anh ta lười học thì người ta nói giảm nói tránh rằng anh ta không thích học. Chứ không phải là anh ta lười đâu. Nếu anh ta muốn học anh ta học được ngay á. Nhưng mà đây là chỉ là nói giảm nói tránh thôi nhá. Mình có thể tự suy ra chỗ này là anh ấy rất lười học luôn. Okay, he is a much better to
Okay, what is much better here? Okay, what kind of comparison here? Can you tell me? What kind of comparison here? Okay, this one is a comparative one, right? The unequal comparative. Remember? So, sánh hơn kém, đúng không? Okay, to watch TV and play computer games. Okay, rồi anh ta nghĩ tốt hơn là nên gì? Đi xem TV và đi chơi play, đi chơi game. Vậy là anh ta too lazy, right? Rồi, quá lười luôn. His favorite game is called Monster Shark Attack. Quái vật gì đấy? Con gì đấy? Shark. What animal is it? You know the animal in the sea? Okay, the animal, okay. The big, the two big animal in the sea. Oh wait, it under fish in the sea. What is it? Under the sea. Very, very big. Very, very big one. This one always eat other fish in the sea. Okay, how it is? What is it? The shark. Yes, the monster shark attacks. Quái vật cá mập tấn công, đúng không? Okay, he says that he wants to be an airline pilot. What is it? Muốn trở thành một tiếp viên hàng không, đúng không? When he grows up, okay? Sometimes on weekends, his friends come over to our home to play. Sam is my brother and I like him. But sometimes he is a little lazy and a little noisy. Okay, can you see the word noisy and lazy? Okay. Rồi. Okay. Vậy là gì? Ở bài này mình học được là gì? Tức là ngoài đưa ra các tính từ đúng không? Thì người ta đưa ra những cái gì đây? Luận điểm chứng minh anh ta lazy đúng không? Những luận điểm nào chứng minh anh ta lazy? Study. Don't like study. Doesn't like study. Right, không thích học. Và gì nữa? Only want to watch TV or play games. Understand? Rồi, ngoài đưa ra luận điểm là lazy, trước khi đưa ra luận điểm là lazy, thì người ta đưa ra gì? Anh ấy không thích học. Và anh ta chỉ thích chơi game thôi. Can you understand this one? Yes. Okay, rồi. And now, cái này thì leave it. Okay. Rồi, cô sẽ chấm sau nhá. Bài này dễ quá. Okay. Bài này chỉ có chép từ trên xuống dưới thôi. Okay, and then now I want you to learn some appearance here. Okay, the first one is the height. The height. What is the height here? Okay, can you see the number 1, 2, 3? Okay, the height là chiều cao nhá. Okay, which one is the shortish? Bạn nào lùn nhất? 1, 2, 3. Which one is the shortish? 3, right? Now, 1, 2, 3 cơ mà. Which one is the shortest? 3, right? Okay, which one is the highest or the tallest? 1. And which one is the average height? Average là trung bình, đúng không? Rồi mình có hai từ, đó là từ average. Rồi, ghi ra câu từ này vào. Average là trung bình. Hoặc là con sẽ dùng từ medium height. Medium. Rồi viết ra cú hai từ này vào nhé. Average height. Rồi viết xong từ này rồi cô chuyển sang kia cho viết từ medium. Okay, write it in your note. Okay, now because I know in your home you have no time to write this one. Okay, just a few minutes. I want you to write it. Yes. Okay, and the next one here. Medium height. Can you write it? Medium height. This one is the height, huh? The height là về chiều cao đó. Okay, rồi xong chưa? Rồi, mình có từ cao là tall, right? Why we can't use the word height? Do you know the word height? Rồi, tại sao nói về chiều cao mà lại không được dùng từ height? Why? The reason is because the adjective height is for the things,
But the toe is for people. Can you understand? Rồi hai là cho vật. Toe là cho người. Thế nên khi nói về chiều cao của người, mình chỉ dùng được từ toe thôi. Can you understand? Okay? Okay. Now this one. Rồi medium height. Rồi. Có hỏi gì cô không? Rồi shortest. What is shortest right? Shortest right. Okay. Rồi ví dụ một mét bao nhiêu thì mình coi là short? Bằng một mét bao nhiêu? Con coi là short. Yes. Okay. Less than 150 meters, right? Okay. So, okay. So now more than 150, a little bit. So how can you say? Rồi lớn hơn 150 centimeters một xíu. Vậy thì mình sẽ gọi là gì? Shortish. Shortish. So what is it? What is it? Rồi hơi thấp, đúng không? Okay. Shortish. Can you write it in your note? Rồi, cái mức này là dưới mức chiều cao trung bình. Chiều cao trung bình có thể là 1m60 đúng không? Rồi, shortish là hơi thấp, tức là nó từ 1m50 đến 1m60. Ok. Còn tall là trên 1m70 đúng không? Ok, cao. Ok, short. Short là từ 1m50 trở xuống đúng không? Ok, what is tiny here? Tiny is something like, ok, it's like baby, right? Một bạn rất là, ok. Bé đúng không? Quá bé. Rồi thậm chí là bé như vi khuẩn luôn. Tiny là bé nhá. Bé như em bé. Okay. It's like a baby. Can you understand? Okay. Can you write it in your note if you don't know? Okay. If you don't know, write it. Have you done yet? Yes. Okay. So, next one, the weight. Okay. Can you see the picture 4, 5, and 6? Okay. So, tell me which one is what? Number four. Which one is thin? Number four. Okay, which one is the average weight? Number five. Okay, so now I want you to learn the word average, medium, right? Có nghĩa là trung bình. Okay, the fat is not the same as the obese. Obese, always là gì nhỉ? Hơn là béo. Okay, this means the person is like in the, okay. Rồi, bệnh rồi đúng không? Béo phì. Thin, okay, thin is, okay. Rồi, còn skinny. Skinny, mảnh mai. Okay, gầy. Skinny, have you done yet? Okay, the age. Next one, number 7, 8, and 9. Okay, the number 8 we call young person, right? The 7 is old person, right? Old one, right? Người già đúng không? And number 8, the average age. Average age, người trung niên, tuổi trung niên, trung tuổi. Okay, middle. Rồi, average. Rồi, chỗ này ghi là con middle age nè. Middle age. Have you done yet? Yes. Okay. Now, so now we have the number 10 and number 11. Okay, sorry. Number 13, 10 and 11. Okay, 10 and 11 here. Can you see 10 and 11? Okay, so now, okay, this is the word, okay, mustache and the word beard. Okay, is it describe this one? Can you see? Okay, how can you call it in Vietnamese? I don't know, huh? Okay, how can you call this one? How can you describe this one? Okay. Dâu gì? Hai dâu này khác nhau nha. Rồi, cái mà chỉ ở mép thôi thì mình gọi là tia mép, dâu mép. Dâu gì? Yeah. Rồi, thế còn cái mà dâu này là dâu dài. Chắc là dâu dài đúng không? The long beard. Rồi, this one. Rồi, number 10, we call it mustache.
and the number 11 we could. Okay. Okay, can you write it in your note? Okay, this one, it is quite a man, huh? The boy. Okay. Have beard. Okay, but we can call it together like beard. Thôi mình có thể gọi nó giống nhau là beard cũng được. Đâu. Okay, and number 12 and 13. Black hair. Have you done yet? Yes. Okay, so now the 12 we call it Bart. What is Bart? Bart. Okay, this one. What is it? No hair, right? No hair. Okay, so now can you write it in your note? Bart. Bart. Hỏi. Không có tóc, no hair. Okay, and then black hair. Black hair is here, right? Black hair is normal. It's 13 here. And then the 14 we call this not yellow hair, huh? No yellow. Why is not this yellow? Because it's not like yellow, right? This is lighter than yellow. Rồi, màu sáng hơn yellow. Mình sẽ gọi nó là gì đây? Blonde hair. Blonde hair. Blonde hair. Rồi, ở một số sách con có thể thấy có một chữ Y nữa đằng sau chữ D. Ok, blonde. Và thêm một chữ Y nữa đấy. Rồi, nhưng mà ở đây thì có Y không cũng được nhá. The same. Blonde hair. Ok, tóc màu vàng. Vàng bạch kim á. Vàng óng ánh á. Ok. Can you write it in your note? This one is a special one, right? Because, ok. Not only we can see the person with the blonde hair, right? Only the foreign one, right? Rồi, in Việt Nam thì, ở Việt Nam thì sao? Ít người có cái tóc màu vàng đúng không? Trừ khi đi nhuộm hoặc người Tây đúng không? Ok, so it's special, right? Rồi, nó khá đặc biệt đúng không? And then next one, brown hair. Brown hair. Rồi, tóc nâu bình thường đúng không? À, cũng không bình thường đâu, special đấy. Ok, so next one, number 16, short hair. What is short hair here? Number 16, right? Short hair. Can you see? Short. And then next one, the long hair. Okay, long hair, tóc dài, right? Okay, no, number 18, can you call it short, the long hair? Rồi, 18 cũng gọi là long hair nhá. 18 người ta dùng để miêu tả gì đấy? Straight hair. What is straight hair? Yeah, straight hair. And then curly hair. Can you, okay, so now how can you describe the 19 and the 20 hair? Tóc số 19 và tóc số 20 nào. What is different here? Number 19 is like the noodle, right? Noodle. Okay, it's curly hair. But the 20 is something like the wave, right? Okay, giống sóng đúng không? Rồi, cái 20 này là kiểu lượn sóng á. Rồi, gọi là gì nhỉ? Xoăn sóng à? Không biết. Còn number 19 là xoăn, xoăn tít thở lờ lên, tóc xoăn á. Okay, can you understand this one? Okay. So now one more, we need more, right? Rồi, ít quá. Bây giờ mình thêm một số từ đã nhá. Now office, biết rồi đúng không? Office the same as fat. Okay, but it's warning, báo động rồi. Bạn bị béo phì đúng không? Office, okay. And then fat, overweight. What is overweight? Overweight just mean, okay, it's a little bit. Okay, it's a little bit fat, right? It's not fat. But it's a little bit fat. Hơi béo đúng không? Quá cân. Okay. Well built. What is well built? Well built và well built là gì đấy? Rồi. Có thấy mấy anh đi tập gym không? Okay. In the gym center, you can see the boy, right? Had the well built. Well built có nghĩa là gì đấy? Người với gì? 6 múi đúng không? Rồi. Gọi là body đẹp đấy. Body đẹp, body tốt, well built. And then slim. Rồi, nghe slim fit bao giờ chưa? Slim fit. Rồi, đúng không? Rồi, slim ở đây là mảnh mai, là thân hình vừa bạn đấy. Nó không phải là gầy. Nhá, không phải là gầy. No. Slim mà nghĩa là mảnh mai, tức là vừa bạn đấy, là đẹp đấy. Okay. And then heavily built. Heavily built là gì đấy?
đúng rồi, nó không phải là một cái body giống như kiểu mấy sáu múi giống mấy anh tập gym đúng không? Rồi nó là sáu múi nhưng mà sáu múi giống kiểu mấy anh cử tạ ấy, có nhìn ngay mấy anh cử tạ bao giờ chưa? Những cái body hạng nặng đấy. Yes, right. Rồi nó khác với well built ở một chỗ là gì? Well built chỉ là đẹp thôi, mấy anh đẹp trai ở trong phòng gym thôi. Còn heavy built là mấy anh cử tạ mà kiểu da đen da đồng đúng không? Ok, lại còn to to nữa, bắp to, đùi to các kiểu đúng không? Rồi cơ các kiểu đúng không? Đấy gọi là heavily built, heavily built. Ok, rồi rồi cuối cùng là average rồi nhá. Rồi next one, ready. Ready bằng gì nhỉ? Bằng beautiful, right? Yeah, yeah. Xinh đẹp. Rồi attractive là quyến rũ. Ok, this is only used to. Rồi có thể dùng cho cả chàng trai đúng không? Rồi cô vẫn thấy người ta dùng cho chàng trai. Attractive, lovely. Lovely đáng yêu chỉ dùng cho phụ nữ đúng không? Only used for women. What about charming? Do you know charming prince? Charming prince. What, who is charming for? Do you know Snow White? You do know Snow White, right? Snow White. Bạch Tuyết đúng không? Rồi charming là hoàng tử quyến rũ. Đấy là hoàng tử của công chúa Bạch Tuyết đấy. Ok, charming, rồi charming ở đây là kiểu gì đấy? Kiểu hoàng tử quyến rũ đấy. Dùng để miêu tả. Rồi thay vì nói là lovely boy, right? Lovely boy is something like, okay, childish, right? Trẻ con đúng không? Lovely boy, chàng trai đáng yêu đúng không? Thì mình sẽ nói là charming boy, chàng trai quyến rũ. Ok, the same as lovely. Rồi, nó giống như lovely nhưng mà nó dùng để miêu tả chàng trai. Rồi, nghe đàn ông hơn đúng không? Rồi, lovely boy nghe như kiểu là BD đúng không? Rồi, ok. Next one, nice and friendly. Nice, tử tế đúng không? Friendly là thân thiện. Rồi, ok, next. Thân thiện. À, nhưng mà hai từ này ở đây lại không phải là từ để miêu tả. Không phải từ miêu tả gì nhỉ? Ngoại hình đúng không? It's not the appearance. Rồi, mình đang miêu tả gì? Gì đây? Mình đang miêu tả là appearance, right? Rồi, nice and friendly miêu tả personality, miêu tả tính cách mà đúng không? Đấy có phải miêu tả tính cách không? Tử tế, thân thiện là tính cách đúng không? Rồi, không liên quan, hai từ này bỏ đi nha. Curvy không phải curly nhé. Curly là xoăn đúng không? Tóc xoăn. Miêu tả tính từ. Curvy ở đây là đường cong, đó là danh từ curvy. Right. Rồi, có bao nhiêu loại đường cong đấy? There are three, right? Rồi, three. Rồi, flat. Rồi, là phẳng đấy, là left đấy, là ngực đúng không? Rồi, small beasted là ngực nhỏ đúng không? Large beasted, ngực to đúng không? Ok, những cái này ấy quá đúng không? Về lớn quá đúng không? Ok, next one. Thin. Thin. Thin là gì nhỉ? Gầy đúng không? Thin nó phải là gầy không? Ở đây nó dùng để miêu tả cái gì đấy? What is it? Waist. Bộ phận nào trên cơ thể đấy? Rồi. Have you ever seen a Harry Potter film or something like the dance part? Okay, xem người ta nhảy bao giờ chưa? Dance, right? Okay. Rồi có xem phim tiếng Anh bao giờ chưa mà liên quan đến việc nhảy? Okay. Normally the woman needs to put the boy need to put their hand into the waist of the woman. Phải đặt tay lên đầu của người phụ nữ. Eo đúng không? Waist là eo. Yes, and then hips. Rồi, những từ này sao miêu tả chi tiết thế? Rồi, hip ở đây là kiểu là mông nhá. Ok, rồi những từ này ấy quá đúng không? Tôi nghĩ là không nên học được. Ok, nice shapely legs. Nice shapely legs là gì nhỉ? Legs, biết rồi đúng không? Legs. Legs là đôi chân á. Legs, right. Rồi, nice shapely có nghĩa là chân đẹp đúng không? Đôi chân, hình chân đẹp, dáng chân đẹp. Ok. Legs. And then the next one, the firm belly muscle. What is firm belly muscle?
smelling the book, muscle the coat. Okay, and then firm, firm là rắn chắc, cơ bụng rắn chắc, à, cả cụm đấy. Can you write it in your note? Okay, firm belly muscle. So now change to your face. Rồi đến khuôn mặt này. Mặt thì mình có những gì để miêu tả nhỉ? Thứ nhất là nói chung về khuôn mặt đúng không? Rồi có rất nhiều loại khuôn mặt đúng không? Thế ở đây người ta có những từ tiếng từ gì để miêu tả khuôn mặt đấy? Round. What is a round? It's a circle shaped, right? Mặt tròn. What is oval? Oval means ok, nó không phải là tròn đúng không? Mặt trái xoan. Square. Square là mặt chữ điền, mặt vuông á. Square. Mặt vuông. And heart shaped. Nhìn thấy có ai heart shaped bao giờ chưa? Mặt trái tim. Mặt hình trái tim. Cô chưa nhìn thấy bao giờ heart shaped. Rồi chỉ có bạn khỉ đúng không? Tự heart shaped tại cô lại tưởng tượng đến bạn khỉ. Đúng không? Is it correct? Rồi có nhìn thấy bạn khỉ bao giờ chưa? Ok, heart shaped. Okay, let me share you. Heart shape. Okay, heart shape. Nhớ là có ed ở đằng sau đấy nhá. Shape này là danh từ. Okay, shape khi mà muốn nói đến hình dạng gì phải thêm d vào nhá. Okay, heart shape. Heart shape face. Heart shape face. Here, can you see heart shape face? Heart, right? Is it from your the hair? Heart, heart shape face. Rồi, okay. Let you see the monkey. Monkey. Okay. Monkey cartoon. Okay, cartoon. This one. Oh, this one is a heart shape, right? Rồi, rõ ràng luôn đúng không? Với bạn khỉ về mặt hình trái tim luôn đúng không? Okay, done here. Okay. And then come back here. This is the face, huh? Rồi, face, mình có những từ này để miêu tả face. Rồi, and next one. Face thì lúc nào cũng phải miêu tả bởi vì face có rất nhiều loại face đúng không? Và nó không phải loại nào cũng là normal. Okay, next one, we have eyebrows. What is eyebrow? Is it related to eyes, right? But where is it? Do you know where is the eyebrows? This one. How many eyebrows do you have? Eyebrows. Two, right? This one and this one, two. Okay, so bushy, what is bushy? Is it here? Okay, well, bushy also used to describe the hair. Okay, rồi. Okay, every morning you wake up and then you have to use a comb. Do you know the comb? The comb. This one is a comb. You have to use the comb too? To do your hair, right? Okay, so what happened with your hair? Bushy. Rồi, nó bị rối. Nó bị rậm ấy. Rồi, lông mày rậm nha. Lông mày rối. Okay, lông mày kiểu như không ra một cái hình gì ấy. Okay, and thick hair, thick eyebrow. What is thick? Thick là gì? Miêu tả lông mày của mấy bạn nam đúng không? Thick is this one here. Lông mày to, lông mày dày. Quá dày. Okay, thick. And then thin here. Thin is a small one. Okay, small. Lông mày kiểu lá liễu đấy. Lông mày bé đấy. Okay, like this one. This one here. Can you see? So, what kind of eyebrow do you have? Thick, right? Thick. No, thin. I think it's thin. Not thick enough, right? Thick là phải như mấy ông đàn ông thôi, đúng không? Okay, so next one, brow. Okay, next one we describe. What is it here? Eyes, close. Okay, this one. Eyes, right.
tiếp tục là diễn tả, miêu tả mắt đúng không? Rồi, mắt thì mình có những loại mắt gì đấy? Round, mắt tròn đúng không? Mắt tròn là mắt gì? Like in a comic book. Rồi, có bao giờ nhìn thấy mắt tranh tranh ở mắt Nhật chưa? Chuyện tranh Nhật ấy. Có bao giờ nhìn thấy chuyện tranh Nhật chưa? Chuyện tranh Hàn Quốc ấy. Nhìn thấy như là mắt mắt tròn to như mắt ếch. Rồi, ok, now can you see? Anime. Yes. Anime eyes. Ok, mắt rất to đúng không? Round, mắt tròn. Rồi, chỉ có mắt này là diễn tả. No, can you see this one is too big, right? How can our eyes like this? But it's beautiful. Rồi, bây giờ thì người ta dùng các thể loại lens hết các kiểu để làm mắt to hơn đúng không? Mắt tròn hơn. Ok, this one round, tròn nhá, mắt tròn này. What about almond? What is it? Almond. Almond là mắt kiểu mắt sharp, mắt nhọn. Sharp. Okay, this one. Now, can you see the picture here? Google. Có phải ra Google không? Có không? Có nhìn thấy Google không? À, hết rồi. Okay, rồi. Nào, bây giờ mình có là gì nhỉ? Sharp. Okay, almond eyes. What is almond eyes here? Almond eyes. Can you see the shape one? Rồi, round là mắt tròn đúng không? Shape là what? Kiểu gì đấy? Nhọn. Mắt kiểu như là đánh mắt xong rồi làm cho mắt nhọn, mắt cong lên á. Can you understand? Okay, yes. Almond eyes. Okay, understand this one. This one. Sorry, this one. Rồi. Có thấy không? Thấy lại cái bài mình đang làm này. Rồi, tiếp tục là narrow eyes. Narrow eyes, what is it? Là mắt hẹp. Mắt hẹp tức là mắt gì? Mắt bé đúng không? Mắt bé. Rồi, nhưng mà tệ hơn, tệ nhất là kiểu close-set eye. Close-set eye là gì? Không mở được luôn. Bé tí mà nhìn như kiểu là mỗi một đường kẻ này close-set, đóng như kiểu nhìn luôn đóng á. Can you understand? Close-set eye. Rồi. Ok, next one. The nose. What is it, nose here? Rồi, tiếp tục nose là miêu tả mũi đúng không? Rồi, tệ nhất là gì? Fake nose. Mũi giả. Fake nose là mũi giả đúng không? Rồi, ngoài ra thì mình nói là gì? Broad nose. Broad nose là kiểu mũi to. Biết anh Quang Thắng không? Chú Quang Thắng chứ nhỉ? Đúng không? Mũi to. Rồi, diễn viên hài á. Flat. Flat là mũi rộng. Rộng thì khác gì to nhỉ? Ok, I don't know. Rồi, flat là rộng. Sharp là nhọn. Sharp là nhọn. Sharp là kiểu có hình dạng ấy. Rồi, thẳng đứng đúng không? Button. Button là kiểu cái con biết cái nút không? Nút ổ điện không? Rồi, button nose. Ok, let's check here. Let's check here. Button. Shaped. Okay, this one, let me see. What is it here? Button nose là gì nhỉ? What is the shape here? Rồi, cô không biết button nose là kiểu gì luôn. Okay, let's see what is this question here. Button nose. With a small size and relative fast round shape, usually considered to be the daily cute appearance person has short nose. Button nose. Rồi, có vẻ đây là kiểu mũi được ưa chuộng đấy nhỉ? Kiểu mũi được ưa thích. Okay, let me see here.
Okay. How can we understand? Okay. Yeah. It's difficult, right? But it seems like attractive, right? Rồi đây là có vẻ là một kiểu mũi rất được ưa thích mà cô không biết làm nào để cho nó ra tiếng Việt hết. In Vietnamese, right? In Vietnamese. Trời ơi, không thể dịch như này được. Word flash nose, button nose. What is button nose here? Small right, so it's the same. Button nose, not this one. Okay, must know in Vietnamese. Quite small, too much up to the end. Quite small, khá nhỏ. A little bit upturned at the end. Ở mũi, ở cuối mũi sao hơi hách lên một tí. Upturned. Rồi, nhưng mà nghe miêu tả xong thì mình cũng chưa hiểu lắm nhỉ. I don't know, I can't understand. What is it on? Okay, what is the difference? Okay, rồi, thôi cứ hiểu thì đã nhá. Okay, let me see the picture here. Okay. What is it here? The short, the downturn, narrow hook, button nose, even sloped. Most children have this nose type. Mũi cong à? Đúng không? Rồi, narrow nose, mũi hẹp. Ồ, có cả mũi hẹp luôn. Mũi hẹp là mũi kiểu bị gãy đúng không? Wide nose, flat ridge. Ok, rồi nhiều loại mũi quá. Rồi thôi cứ học mấy cái từ cô đã cho đã nhá. Ok, nhiều loại mũi quá. Yeah. Rồi, ok, next one. We have ok, lips. Ok, lips là gì nhỉ? Rồi, có hay mua son không? Hay mua son không? Mẹ. Rồi, lips là son đúng không? Ok, full and thin, smile. Rồi, miêu tả nụ cười này. Rồi, full lips là gì? Full lips, môi đầy đặn. Môi đầy đặn, thin là môi mỏng. Rồi, well defined là môi đẹp, môi dáng đẹp. Rồi, smile là nụ cười rộng đúng không? Cười là rạng rỡ đấy. Charming là nụ cười quyến rũ đúng không? Healthy. Rồi, tiếp theo mình miêu tả teeth. Răng khỏe và răng sâu đúng không? Và cuối cùng là răng gì đây? Răng giả. Ok, và những phụ kiện đi kèm là mình có là gì đấy? Glasses, lenses, contact lens, clothes, and jewelry. Jewelry là gì nhỉ? Trang sức. Ok, rồi, and then done ở đây. Ok, cô sẽ giao cho bài tập nhá. Ok. So I want you to remember all the words here. Rồi, I will send you the ok, this worksheet and then you want you do the exercise, right? Ok, rồi nhá. Goodbye, see you again later. Ok, goodbye. See you. Ok.